cái tiền chạy đâu rồi mi đó gì đi đi mày nắm lại đúng không em mày có mang giấy với mày lấy có hai tờ giấy đi qua xe của cha đó anh đi mình thấy gì con hiểu không không xe vậy được thì tiện nhất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.